Chào các bạn, trận cờ hấp dẫn Liễu Đại Hoa gặp Lưu Điện Trung ở giải vô địch cá nhân Trung Quốc năm 1999. Trong cuộc này Liễu cầm tiên, pháo trái 7 năm, ra quân theo kiểu ngược tay cũng là phong cách của Đông Phương Điển Não. Lưu tới đây mã 2 nhảy lên, Liễu đều mã 8 tiến 7, Lưu C1 bẩn 2, Liễu dùng binh tiến 1, Lưu cũng đối chốt, rồi Liễu mã phải nhảy, Lưu đều pháo tách biên trở thành tam bổ hổ, đối phó với trần thức dòng tránh mã, ngũ bắt pháo và chẩm ra xe của kẻ hành tiên. Liễu có đỉnh đưa pháo tiến cửa hạ, Lưu Điện Trung tường 7 đã bổ, rồi Liễu tới đây mở chốt mời đổi, Lưu sớm chấp thuận, pháo này vọt sang, rồi lại tiếp tục đưa binh 7 tiến 1. Vì sao lại vậy? Liễu đưa chốt qua hạ, Lưu trả lời mã 8 phi thành quài giáp và thủ đoàn tiếp tục lấy C9 binh 7 bắt tử lại. Liễu tới đây đưa ngựa mà nhảy, rồi Lưu vẫn bành xe vào, Liễu tranh thủ đưa pháo rời hình đổi vào mã quải ra ngay. Thấy vậy Lưu Điện Trung cũng cứ lấy xe này tiêu diệt như bình thường, tại vì đưa pháo này vọt lên mã thì cũng chỉ cần C7 bành 6 đòi lại, cho nên tới đây Liễu không vội làm, đưa C1 bành 2 đổi pháo 8. Thì quyết định của Lưu đưa mã 3 phóng vội lên mời đổi, Liễu buộc phải sớm chấp thuận, xe này diệt sang, bởi vậy mà nguy cơ về mã quải giáp của mình đã không còn. Lưu cũng tìm ra cách giải, tới đây Liễu Đại Hoa tường 7 tiến 5, rồi Lưu Điện Trung mã 6 đã tấn 7 tìm cách để phát triển. Liễu đưa bừng dốc 1, Lưu Điện Trung xe 2 tiến qua hà để giữ được một đường ngang chiến lược. Sau khi Liễu thỏ xe qua đánh đuổi, cũng chỉ cần Lưu bừng xe để ngăn chặn. Thấy vậy Liễu Đại Hoa đưa xe 9 bừng 8 lộ diện được, còn Lưu thì đưa về hoa sĩ tưởng. Liễu Đại Hoa cũng bổ sĩ lên, Lưu Điện Trung bừng pháo kê sườn, Liễu tới đây bẩn xe mới đổi, không đổi giữ là một xe mảnh. Lưu Điện Trung bẩn vào, Liễu Đại Hoa đưa pháo 7 bẩn 8 ngay. Nước cờ mang theo dùng ý khá rõ ràng, tiền pháo chiếu rơi đục thẳng vào sĩ, Lưu sớm vỡ trận, cho nên tả xe ra ngăn chặn, và Liễu đưa pháo tạt biên mới đổi. Lưu chẳng đổi, lại bẩn pháo vào rất nhẫn nại, và tới lúc này thì Liễu Đại Hoa tưởng 5 đã tiến lên để chia cắt, làm cho việc xe bảo mã không thành, cho nên quân mã 7 đành phải hóa giải. Nhưng đầu tiên Lưu dùng chốt biên tiến 1 đòi lại pháo của Liễu trước, pháo 9 bành 7 vào, rồi lại đưa pháo 4 bành 3 tìm cách tạo ra cuộc đổi. Nhưng Liễu tới đây tưởng 3 đã bổ, và Lưu Điện Trung đưa pháo 3 tấn 1 để ngấm ngầm bảo mã, và lặng lặng tới đây đưa xe đối phương vào hiểm cảnh. Khi chỉ cần là dùng mã này rút chạy đi, chắc chắn là một cuộc đổi hàng loạt, cho nên Liễu lấy xe này tấn 1, Lưu dùng xe này nổ bơi ngay, giờ Liễu lại dùng xe này thỏ qua đuổi pháo 3 của Lưu. Lưu thấy vậy đưa pháo này tiêu diệt, pháo này vọt sang, rồi lại tiếp tục đưa xe 9 bẩn 3 đánh đuổi, pháo này rút chạy về, rồi lại tới đây Lưu dùng mã 7 tiến 9 để thoát trước và chờ đợi cho việc có thể dùng mã 9 tiến 8 mà hòa tảo. Nước cờ rất nguy hiểm, Liễu làm gì? Pháo 7 tấn 2 nhất quyết đe dọa vào binh trung lộ. Nhưng đây cũng là một sai lầm mà Liễu trong một ván cờ nhanh đã không kịp phát giác, khi Lưu Điện Trung Bắc Côn Lôn còn có một đòn đánh rất hay là pháo 6 tiến 1 bắt xe lẫn pháo, chỉ còn lựa chọn lấy xe này tiêu diệt vào. Âm mưu xác lập pháo trung lộ không thành, mà không những vậy tới đây Lưu chỉ cần pháo 6 tấn chảy lên để đe dọa, dọa cho việc dùng pháo này vỗ vào và thành thử xe phải chạy. Đương nhiên quân pháo đường 7 không còn, hoặc là thứ tự ngược lại khi dùng xe này diệt pháo 7 tưởng rời về, rồi vỗ pháo chiếu và bắt được xe. Cho nên kiểu gì thì Liễu Đại Hoa cũng sớm mất đi một quân nếu như không phòng ngự chu toàn. Tới đây buộc phải bành pháo vào, và Lưu pháo 6 bành 5 đánh đuổi, xe buộc phải chạy tạt ra lỗ còn lại, và cũng là cơ hội Lưu dùng mã 9 tiến 7 để đoạt tưởng, rất ngoạn mục bắt được xe. Và trận địa của Liễu Đại Hoa lúc này như oằn có mình để chống đỡ với một cú tập kích khá bất ngờ của cao thủ, tức là thế tứ tử vô cùng ác hiểm. Tới đây phải dùng xe này quay đầu về ngay, còn ngoài ra chẳng còn cách nào cả, dựa vào việc mời đối pháo của mình lấy mã của đối phương. Nhưng Lưu xe 2 tấn 1 mảnh, rồi Liễu Đại Hoa dùng xe 2 quay đầu về, và Lưu Điện Trung đưa mã 7 thoái đường 9 ngay, nhân tiền đuổi bắt xe. Quân xe này buộc phải chạy, lựa chọn của Liễu đưa xe 4 bành ra đường 1, và Lưu đưa xe 3 bành thẳng vào. Nước cờ kịch đầu xem như chẳng cần tiêu diệt vào pháo 7, tới đây là âm mưu đe sát Mà về phần của Liễu chẳng còn phương án nào cả, đành phải lấy xe này cảm tự vào, Lưu cứ vậy mà tiêu diệt. Đắc được một xe, Liễu còn vốt vát, pháo 775 bắt trả. Thì Lưu bừng xe trốn chạy, Liễu đều bừng tràn qua hà, còn nước thì còn tát. Nhưng tới đây cuộc thể lại rất khó khăn, Lưu nhân tiện lại chém được thêm một chốt. Rồi Liễu Đại Hoa đưa pháo 5 bành 1 và Lưu bành xe vào để đe tưởng, bắt chốt. Pháo này có thể tấn chiếu được, tưởng 5 chỉ cần thoái 7, không làm được gì cả. Tới đây lại đưa chốt trốn chạy đi, rồi xe này đục luôn cả tường. Về phần của mình, Liễu buông cờ nhận thua. Khi lần lượt vừa mất đi cả quân lẫn thế trận, khả năng cầm cự gần như là bằng không. Quân lực của đối phương quá lớn mạnh, quân xe này thì hoàn toàn vướng bẩn cho chức năng phong tỏa. Tại vì để cho con ngựa này nhảy lên thì cơ trời mới đỡ nổi, còn chiến pháo còn lại thì không cần phải bàn, không thể nào ra khỏi hang hốc này được. Còn câu chuyện quân binh ở cánh bên kia làm sao để ngăn chặn, khi chỉ cần tiến lên một vài nước cờ rồi đưa thẳng vào sát chiếu ngay. Thấy trước một đòn rất dài nhưng gần như không tìm ra cách để ngăn chặn, thôi thả đầu hàng trước vậy.